Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái nơi mà bọn mình đang đi tham quan. Đó là chùa Phật tích hàng nghìn năm ở Tiên Du, Bắc Ninh. Đấy, đường đang đi lên cái nơi của Phật. Nhưng thật sự rất là buồn. Rất nhiều những cái ý thức giác của con người. Thực ra cái này rất dễ chứ cần gì phải khó. Cái này hơi khó. Thế là mọi người đi nhìn rất là buồn. Không những ở góc này còn này. Mỗi người. Đây này. Đây. Ok. Đây là dưới một chiếc tượng Phật nghìn năm. Mà rác kìa. Cầu mong mọi người thật sự hãy ý thức. Quá nhiều rác mọi người ạ. Mỗi người chúng ta có ý thức để làm cho khu di tích cũng như cái nơi trang nghiêm này, một cái chùa hàng nghìn năm mà có cả khách Việt kiều về cũng như khách nước ngoài về, họ nhìn họ rất là thất vọng. Cảnh thì đẹp, tượng thì hùng vĩ, nhưng mà thất vọng thật. Quá thất vọng thật sự. Đấy, kia là cái tháp Anh Sơn. Đại Gia Đì Cầu Quốc Thái Dân An Xuân Quý Mão 2003. Wow. Cảnh đẹp. Nhưng mà vẫn có đâu đấy những cái thứ làm rất là thất vọng. Đây, nhìn xuống luôn đây. Úi giời. Các cụ ấy xưa sướng đấy. 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 Okay.